Tử vi chủ nhật ngày 12 tháng 2 của 12 con giáp. Ngày Tý Ngọ tương xung của người tuổi Tý dự báo nhiều sóng gió, cả ngày bất an, công việc biến động. Còn các con giáp khác chờ đón điều gì? Cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé. Tuổi Tý. Tý Ngọ tương xung tử vi ngày 12 tháng 2 của người tuổi Tý dự báo nhiều sóng gió, cả ngày bất an, công việc biến động, bản mệnh Ngọ Hỏa phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi. Bên cạnh đó, bản mệnh cần chuẩn bị tinh thần để đối diện với việc thuyên chuyển vị trí làm việc hoặc thay đổi tính chất công việc. Tinh thần bất an hay lo lắng, gia đình bất ổn, tình cảm đôi lứa xuất hiện sự cạnh tranh, Tý Ngọ tọa đào hoa, lao đao tình trường, đau khổ về chuyện tình cảm, bản mệnh cần đề phòng vợ hoặc chồng mình vướng vào tình tay ba, ngoại tình hoặc vì đam mê sắc dục mà hạnh phúc rạn nứt. Tý thủy là hàn thủy, Ngọ hỏa lại là tuyệt hỏa, nên bệnh tật chủ về tâm hỏa nhiễm hàn tính, gây các bệnh cao huyết áp, các bệnh về tim mạch, thai phụ đề phòng đi lại dễ động thai, chú ý sử dụng nước và lửa để nấu ăn tránh bị bỏng. Tuổi Sửu. Sửu Ngọ tương hại, vận trình u ám, bản mệnh Sửu Thổ thiếu tính nhẫn nại, dễ nổi nóng, cáu giận nên mối quan hệ với đồng nghiệp và cấp trên không được tốt. Bởi vậy cho nên công việc xuất hiện nhiều trở ngại, nhiều khó khăn nhưng bản mệnh không thể nhờ tới sự trợ giúp của người khác. Chuyện tình cảm nhiều khúc chiết, dường như bạn với nửa kia không hề có duyên, chỉ có thể dừng lại ở mức tiền bạc mà không thể tiến xa thêm được. Hơn nữa chuyện tình cảm cũng bị cha mẹ phản đối, khó mà tính tới chuyện kết hôn. Tinh thần bất ổn, bản mệnh không nên xem những bộ phim bạo lực hoặc rùng rợn, không nên chơi những trò chơi mạo hiểm hay tham gia vào những chuyến phiêu lưu. Bản mệnh cần dành thời gian để nghỉ ngơi, lắng nghe những bản nhạc nhẹ nhàng hoặc vui nhộn sẽ khiến đầu óc bớt căng thẳng hơn. Tuổi Dần. Dần Ngọ có mối quan hệ nhị hợp hỏa cục, tinh thần tỉnh táo, khả năng tập trung cao độ nên hiệu suất cơ hội tăng cao. Bản mệnh có thể mở rộng quy mô và phạm vi, nếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, bất kể là làm gì cũng sẽ có thu hoạch. Dần Mộc nhiệt tình, nhưng trước nóng sau lạnh, hứng thú nhanh chóng giảm sút. Hơn nữa, tính tình cũng khá nôn nóng nên chuyện tình cảm diễn ra không như ý, long đong lận đận mãi vẫn chưa tìm được một người cùng xây dựng hạnh phúc. Tiết khí lập xuân, mưa phùn nhiều, không khí còn rất ẩm ướt, bản mệnh Dần Mộc cần chú ý các bệnh về đường hô hấp, không nên tắm quá khuya và bằng nước lạnh, sau khi uống rượu nên hạn chế ra ngoài. Tuổi Mão. Mệnh cục của bản mệnh Mão Mộc trong ngày Canh Ngọ có chính quan tọa thực thần nên vận trình đại cát đại lợi. Hôm nay bản mệnh có bước đột phá mới trên con đường công danh sự nghiệp, được nhiều người ngưỡng mộ. Tử vi hàng ngày cho biết, tài tinh cát lợi, bản mệnh Mão Mộc gần gũi, thân thiện, tính tình ôn hòa nên các mối quan hệ xã giao khá tốt. Tại nơi công sở, bản mệnh khá hòa đồng với đồng nghiệp, nhiều đồng nghiệp khác phái để ý tới hơn, nhiều khả năng là chuyện tình cảm cũng sẽ thăng tiến trong tuần này. Không chỉ chăm lo cho sức khỏe của bản thân mà bản mệnh Mão Mộc cần dành thời gian chăm sóc sức khỏe của người thân nữa, nhất là những nữ mệnh đã kết hôn cần chú ý tới sức khỏe của chồng, có thể mắc bệnh nặng nên chữa trị sớm thì bệnh tình mới thuyên giảm. Tuổi Thìn. Chính quan tọa chính ấn, bất luận là nam hay nữ cũng đều cát tường. Trong ngày Canh Ngọ, bản mệnh Thìn Thổ hành động theo lý tính nhiều hơn. Hơn nữa, bản tính lại chính trực, lương thiện, được mọi người tin tưởng nên dễ nắm quyền hành trong tay. Vận trình có nhiều quý nhân giúp đỡ. Tài vận hanh thông, phú quý song toàn, hôm nay là ngày cực kỳ may mắn của bản mệnh. Bản mệnh có thể tiến hành các công việc quan trọng như xuất hành hay giao dịch, nên xuất hành về hướng Tây Bắc để đón may tránh rủi. Ngày nay, bản mệnh Thìn Thổ cần lên kế hoạch tập luyện thể thao và điều chỉnh lại chế độ ăn uống cho hợp lý nếu không muốn sở hữu một thân hình phát tướng, ì à ì ạch và lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Tuổi Tỵ. Tỵ Ngọ thuộc mối quan hệ tam hội, vận trình khá vượng. Bản mệnh Tỵ Hòa dù rất trọng lễ nghĩa, thông minh, hiếu học nhưng khi làm việc thì lại thiếu cẩn thận nên dễ để ra sai sót khiến vận trình sự nghiệp bấp bênh lúc lên lúc xuống. Bản mệnh Tỵ Hòa có tài ăn nói khéo léo nhưng lại khá nóng tính và khi nóng tính thì không thể làm chủ được bản thân nên vận trình tình cảm kém phần suôn sẻ. Những bản mệnh đã kết hôn cần chú ý ngôn từ khi giao tiếp, đừng vì cái tôi quá cao mà khiến hòa khí trong gia đình bị phá vỡ. Mệnh cục của bản mệnh Tỵ Hỏa có kiếp tài, bản mệnh cần đề phòng bạn bè, đồng nghiệp chơi xấu. Trong ngày này không nên tiến hành tố tụng mà dễ lãnh phần thua cuộc. Hơn nữa cần đề phòng họa tiểu sắc khiến thân bại danh liệt. Tuổi Ngọ. Ngọ hỏa tự hình, bản mệnh hiếu thắng, không thích người khác phê bình, chỉ trích, cá tính cực đoan, thiếu nhẫn nại.
tinh thần hấp tấp lúc nhớ lúc quên. Trong công việc thiếu sự tập trung nên dễ bị nhầm lẫn, hiệu quả công việc giảm sút, bản mệnh đề phòng cấp trên phê bình. Đối phương thích nghe bản mệnh nịnh nọt hay nói những lời có cánh. Trong ngày nghỉ này, bản mệnh ngọ hỏa cần dành nhiều thời gian hơn cho người ấy để thúc đẩy vận trình tình cảm, nhân duyên suôn sẻ hơn. Tân hỏa có phần bất ổn, bản mệnh không nên suy nghĩ nhiều hay vận động mạnh, tránh những cảm xúc đột ngột, phòng các bệnh về tim mạch hoặc tăng huyết áp. Buổi tối không nên uống rượu và lui tới những nơi có âm khí nhiều như bãi đất hoang hoặc nghĩa trang. Tuổi Mùi. Bản mệnh Mùi Thổ là người có tài nhưng lại kiêu căng tự mãn. Điều này không khiến người khác nể phục mà ngược lại còn khiến công việc gặp nhiều khúc mắc và ỷ trệ hơn. Trong ngày Canh Thìn, bản mệnh Mùi Thổ không nên tiến hành các công việc như cưới hỏi, xuất hành hoặc an táng. Vận đào hoa héo úa, bản mệnh rất có sức thu hút và lôi cuốn, nhưng thường xuyên nói dối khiến đối phương không còn tin tưởng, đặc biệt là những bản mệnh nam. Nữ mệnh đề phòng chồng mình có người thứ ba hoặc chuyện ngoài giá thú. Mặc dù không có nhiều dấu hiệu đáng lo ngại, nhưng bản mệnh Mùi Thổ vẫn cần chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao. Khi nấu bếp hay tiếp xúc với bất kỳ vật nhọn hay kim khí, nên thận trọng đề phòng tổn thương, họa huyết quang. Tuổi Thân. Tử vi hôm nay của người tuổi Thân có chính quan chiếu rọi nên thuận buồm xuôi gió. Bản mệnh làm gì cũng có thu hoạch, bản mệnh sẽ đón nhận những trọng trách mới, nhưng đi kèm với đó là quyền hạn cũng được gia tăng, lời nói có trọng lượng hơn. Bản tính cứng nhắc, thiếu quyết đoán nên đường tình duyên trắc trở. Nữ mệnh Thân Kim nên giữ mình, chỉ một chút yếu lòng cũng có thể sa ngã. Lòng tin đã một lần bị tổn thương thì không thể lấy lại được như cũ, họa chia ly đe dọa. Nam mệnh Đại Cát, tinh lực dồi dào, tinh thần phấn chấn, bản mệnh có thể tăng cường các bài tập vận động giúp sức khỏe ổn định hơn, vóc dáng săn chắc hơn nữa. Ngoài ra, hạn chế uống rượu bia, phòng các bệnh đại tràng và bệnh thần kinh. Tuổi Dậu. Ngày Canh Ngọ, vận trình công việc người tuổi Dậu sẽ khuyết thiếu sự hanh thông. Nếu không có quý nhân trợ giúp, bản mệnh không thể hoàn thành công việc chỉ với năng lực của một mình. Bởi có chăm chỉ tới đâu nhưng không có sự sáng tạo thì hiệu quả công việc cũng không thể cao lên được. Đào hoa kém sắc, nhân duyên xa vời, giọt nước đã tràn ly thì không thể lấy trở lại được. Bản mệnh nếu không muốn chuyện tình cảm của mình gặp nhiều khúc chiết thì nên chú ý tới hành động và lời nói khi giao tiếp với đối phương. Họa huyết quang tiềm tàng, khi đi lại bản mệnh nên thận trọng, không nên đi xa hoặc xuất hành, nhất là xuất hành về hướng nam, đề phòng nhiều rủi ro, xui xẻo, mọi việc bất thuận. Tuổi Tuất. Ngọ Tuất nhị hợp hỏa cục nên vận trình lên cao, cơ hội thăng quan tiến chức, con đường công danh rộng mở. Mặc dù là ngày nghỉ nhưng bản mệnh tỏ ra khá hứng thú với công việc. Bản mệnh có thể lên kế hoạch làm việc cho tuần tiếp theo hoặc hẹn gặp đối tác nói chuyện phiếm kết hợp bàn bạc công việc. Vận trình tình cảm rực rỡ, bản mệnh có cơ hội tiếp xúc với những người bạn mới, mở rộng vòng tròn quan hệ. Người ấy có thể sẽ xuất hiện và thổ lộ một lời tỏ tình đầy ngọt ngào. Trước khi nhận lời thì bản mệnh nên xác định rõ tình cảm của mình. Chính quan và thứ ấn khác phái. Thứ ấn tiết quan bất lợi, bản mệnh đề phòng vướng khẩu thiệt thị phi, phát sinh hiểu nhầm, mâu thuẫn, khiến người khác phản cảm, mưu sự bất thành, bị công kích, thương nghiệp thất bại. Tuổi Hợi. Hỏa khắc thủy. Tử vi hôm nay người tuổi Hợi thì vận trình công việc dự báo kém suôn sẻ. Bản mệnh không nên tiến hành công việc có liên quan tới vấn đề tài chính như gặp gỡ, đàm phán với đối tác hay mở rộng kinh doanh, tránh họa hao tài tốn của. Trong ngày cuối tuần, bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Gia đình là chốn quay về, là nơi để bản mệnh tựa vào mỗi khi mệt mỏi và cũng là nơi truyền năng lượng để bản mệnh bắt đầu một tuần làm việc mới với tinh thần đầy phấn chấn. Tiết khí lập xuân, môi trường luôn tồn tại nhiều mầm mống bệnh tật, nên bản mệnh chủ quan thì rất dễ mắc bệnh. Hằng ngày bản mệnh nên dậy sớm và tập thể dục thể thao, nâng cao sức đề kháng, phòng chống bệnh tật. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình tử vi cổ lịch ngày tốt. Chúc các bạn một ngày mới gặp nhiều tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình lần sau cổ lịch ngày tốt.